Hello anh em, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Summit. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một sản phẩm. Đó là chiếc mic này. Chiếc Behringer XM8500. Nào bắt đầu nhé. Rồi, đầu tiên là giá rẻ nhất mà chúng ta có thể mua thì sẽ là ở Lazada hoặc Tiki, sẽ rơi vào khoảng 570.000. Nếu mà phải ship nữa thì rơi vào đâu đó khoảng 600.000. Thì cùng xem một sản phẩm 600.000 khi giao về chúng ta sẽ có gì nhé. Đầu tiên là cái box. Đầu tiên là cái box này. Nhìn rất là cool ngầu không? Có cái mút này, đệm này. Nên là không lo cái mic của mình sẽ bị kiểu như là va chạm nhiều. Mình cũng không biết là tại sao nó không làm hai miếng như này đi. Cái này thì nó rất giống như ở cái mút để tản âm ấy. Nhưng mà mình thực sự không biết là mục đích chính của nó làm gì. Để hôm nào mình có thể chế thử cái để tản âm thanh nghe cho nó không bị vang, nhưng mà thực ra cái mic này nó không, mình cũng không cảm nhận độ vang lắm, không lo lắm về vấn đề vang đấy, bởi vì là cái mức nhạy của nó rất là thấp, bởi vì đây ấy, nó là một chiếc dynamic mix. Bình thường sẽ có hai loại, một là dynamic mix, hai là condenser mix. Cái dynamic mix ấy, thì nó sẽ thu âm trực thường là ở cái phía đằng trước mic này. Còn những âm thanh xung quanh thì nó sẽ gần như là rất khó thu được. Để mình ví dụ cho các bạn xem nhé. Alo alo alo. Alo alo alo. Alo alo alo. Alo alo alo. Đó. Chính vì thế, nó có một cái lợi thế rất lớn là những cái tiếng xung quanh, những cái tiếng bàn phím, tiếng máy tính đang kêu này, hay là tiếng ở ngoài đường các thứ kia thì nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Và nghe cái âm thanh của mình ở trong cái phòng mà xung quanh bạn hơi nhiều tiếng ồn một tí ấy, thì nó sẽ rất là lợi thế. Cái bất lợi của nó là gì? Đó là lúc nào bạn cũng phải để miệng ngay trước mic như thế này. Thế nên là cái mic này sẽ cực kỳ hợp với lại những người muốn hát kiểu thu âm tại nhà hoặc là cover bài hát các thứ thì sẽ rất là tốt. Đương nhiên là nó sẽ rất là phù hợp với một cái YouTube studio chẳng hạn thế. Anh em quay vlog các kiểu thì anh em có thể để như này. Nghe cũng rất là ổn áp. Thực ra ấy thì cái mic này nó vẫn đang ở, mình nghĩ nó vẫn đang ở phân khúc giá rẻ. Nếu mà nói đến một cái microphone để cho các bạn thu âm chuyên nghiệp thì rất là rẻ. Nhưng mà cái chất lượng build của nó cực kỳ là tốt. Nhẵn, không có một cái vết thừa nào luôn mà nó cực kỳ là chắc chắn và khá là nặng. Có một điểm trừ duy nhất là đến từ cái hộp và đôi khi là mic là nó có cái mùi Trung Quốc. Các bạn biết mùi Trung Quốc không? Đấy, đấy là điểm trừ duy nhất thôi. Còn lại các kiểu các thứ hoàn thiện thì rất là ok. À, mình quên chưa nói là trong hộp của nó chỉ có đúng microphone và một cái chốt này thôi. Cái chốt đây. Cái chốt để nối với lại một cái cần. Chỉ có cái chốt đấy thôi. Hết, không có dây, không có gì hết. Nên các bạn muốn mua thì các bạn phải mua một chiếc dây như này để cắm vào audio interface. Hiện mình đang dùng cái audio interface Tascam US633, US366 Tascam US366 nhé. Thì tại sao phải dùng audio interface? Thì bởi vì là có nhiều cái máy tính, cái PC ấy, cái sao card internal của nó rất là lởm. Nên là chúng ta cần phải dùng audio interface.
Thế thôi. Nào, giờ thử test âm thanh của nó nhé. Để thử một chút với đàn, để record với đàn guitar xem nào nhé. Mình thử hát với cái giọng ngu ngốc của mình xem nha. Thôi, chưa cần bật nhạc đâu. Em lâu nay ra sao? Đang yêu ai thương ai? Anh nhìn em trông gầy hơn trước đây. Anh cứ thắc mắc đấy, sao nghe câu chia tay em bình tâm như người đi trên giấy. Bởi vì anh luôn nghĩ em ở đó, luôn ở đó. Mà trong khi anh biết em thì muốn được tự do. Đến bao giờ em mới bớt thôi nghĩ ngợi? Đến bao giờ em mới bớt bớt à, thế thôi. Và cái mic này cũng rất là phù hợp với những người thích làm live video live session giống kiểu anh Thịnh Suy các kiểu. Rất là tốt. Thế nha, video review mic XM8500 của mình xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào video khác. Nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy nhớ like và subscribe cho mình nhé. Thích và đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào.